Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để gỡ các ứng dụng không cần thiết qua mặc định trên điện thoại của mình. Để làm được điều này, trước hết điện thoại của bạn phải gót để chiếm quyền trên điện thoại của bạn. Và để gót được máy, vì mỗi máy sử dụng khác nhau nên mình không thể hướng dẫn các bạn cách gót được. Nếu các bạn cần gót máy nào, các bạn có thể để lại comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn các bạn gót. Và nếu như các bạn đã gót điện thoại rồi thì có thể bỏ qua bước này. Đầu tiên các bạn vào Search và Play. Gõ Titanium. Titanium Backup. Đây, vì máy của mình đã cài rồi. Sau khi cài xong, các bạn nhấn vào mở. Nếu máy của bạn đã gót và cài Subo, khi mở phần mềm lên, máy sẽ hỏi và các bạn cứ nhấn vào cho phép. Các bạn vào phần Backup and Restore. Đây. Và lưu ý nhé, các bạn nên cẩn thận. Nếu xóa các ứng dụng mà có thể làm ảnh hưởng đến máy thì các bạn sẽ không thể khôi phục lại được. Các bạn chỉ có thể khôi phục lại bằng cách upgrade lại thôi. Còn một cách mà các bạn có thể làm khôi phục lại được đó là các bạn đóng băng. Đóng băng thì các bạn có thể khôi phục lại được. Ví dụ như các bạn vào phần phone, kích vào phần này. Các bạn có thể đóng băng lại. Hoặc các bạn muốn gỡ đi thì các bạn chọn là Uninstall và các bạn có thể gỡ nó ra khỏi máy của mình. Các ứng dụng mà không cần thiết, ví dụ như máy của nhà mạng hoặc các ứng dụng mà bạn muốn xóa nó đi, cực kỳ đơn giản đúng không các bạn? Vâng, xin cảm ơn các bạn.